Xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin gửi đến anh em một clip test đôi loa Pioneer TQ77SD. Thì đôi loa em về trong chiều hôm nay trong tình trạng là đẹp xuất sắc, zin nguyên bản 100%. Và đặc biệt cái đôi loa này của em nó còn cả cái chân đế, chân đế riêng của đôi loa. Thì anh em trên thị trường một số anh em bán hàng thì cái đôi này nó không có chân đâu. Hiện tại trên đây em chưa có ráp cái chân vô nha, để cái chân nó về thì theo cái lô sau của em. Em nhưng cái lô này trước nó bị kẹt lại, nó nằm lô sau, thì cái chân đế nó sẽ theo có. Thì cái loa này nó sở hữu một cái cấu hình gồm có hai bát 16 và một trép. Thì cái dòng cái đời TQ77 thì nó có nhiều đời anh em. Có một đời trơn thì nó có cái trép nó hình tròn bình thường, nhìn trép đơm. Còn cái đời này là đời cao nên cái trép nó sẽ là trép hình cái anh em thấy giống là họng kèn ha. Thì nó có công suất là 150W một thùng, trở kháng là 6 ohm ha. Độ nhạy cũng rất là cao, 90 mấy decibel nữa nè. Nó nặng 30kg một thùng ha. Thì nó cao, cái chiều cao nó rất là cao. Nếu mà cái bây giờ là chưa có cái chân đế thì nó cao là 96cm ha. Nếu mà nó có cái chân nữa là đúng cái chân của nó nữa là đúng 1m ha. Bề ngang nó là 26cm và sâu nó là 36cm. Thì anh em thấy cái hậu nó sâu đó, sẽ ra một tiếng bass rất là quy lực ha. Anh em cứ tưởng tượng nếu như mình hát một đôi loa 3 tấc đến 3 tấc rưỡi, nó cho tiếng bass ở đó, thì cái đôi này nó sẽ cho tiếng bass như thế và nó hay hơn. Nếu mà em so sánh về chất âm á, thì cỡ như Onkyo D772X á, thì phải nhường nó một bước, nó hay đến vậy đó nè. Em về em thử em nghe, mà em nghe tiếng em còn giật mình, ồ sao cái đôi này nó hay hơn cái đôi Onkyo D772X nữa. Cho tiếng cho cái tiếng bass xuống rất là sâu ha, và rất là mềm mại chứ không phải là sâu mà nó cứng nha anh em. Rồi cái mic rất rõ và sáng. Còn trép thì anh em khỏi chê đi. Dạ. Thì nó là thuộc dòng cao ha. Anh em thấy cái hình thức nó rất là đẹp, thùng gỗ màu vàng ha. Rồi bây giờ em sẽ đi đến quay cận cảnh cho anh em xem. Đó. S77TQ-SD ha. À. Thì có dòng thường nó không có SD nha nè. Cái dòng này dòng có SD nè. Còn cái chân đế của nó sẽ nó rộng ra vậy nè. Ha. Nó rộng ra nữa mà nó dài xuống, nó rộng ra và phủ cái lo để nó chịu lực được, cái lo nó không có nghiêng á. Cái này nó đã cứng lắm rồi. Thì đa số thị trường anh em bán thì không có chân, riêng cái lo này em về có cả chân luôn ha. Rồi em sẽ đi tới cận cảnh ha. Đây là cái bass ha, bass 16 màng carbon ha. Gân vải nè, gân vải của nó còn rất là mềm, gân là gân zin hết nha. Đó. Đây là cái trép ha, anh em thấy cái họng trép nó rất là đẹp ha. Đó. Đây là bass thứ hai. Thì cái chỗ này nó là miếng nhung lót nha anh em. Miếng nhung này cũng còn rất là đẹp luôn nè. Thùng rất là nặng. Và đây, đây là cái ê căng riêng của nó đây. Có một cái nó sẽ bị rách vậy nè, do vận chuyển ha. S77TQ-SD ha. Hai cái ê căng đó là một cái. Và một cái còn lại thì không có bị rách ha nè. Hai cái còn lại nó không có bị rách ha. Rồi bây giờ em sẽ quay ở trên lưng. Đó, anh em thấy không? Thùng gỗ dán rất là đẹp ha. Thùng lo rất là nặng. Thì cái đặc biệt của em nó đây, em đã quay ra nó có một cái lỗ hơi ở trên và một lỗ hơi ở dưới để nó phân tầng riêng ra cho hai cái bát đó anh em. Đó. Còn đây là cái trạm này, nó trạm nó cũng có hai cầu. Có nghĩa là khi mình tách hai cầu ra thì nó sẽ mình ghép được hai cái ampli để nó chơi hai cầu á. Đó. Giờ mình đem ghép lại ha. Đó nè, thấy không? Công suất 150W ha. Trợ kháng 6 ohm, máy in da bằng ha.
em sẽ đi qua tới cái bên kia ha. Này, đôi này thì rất là đẹp. Không có một cái bàn tay nào để đụng vào, để chạm vào nó, để chỉnh sửa tân trang cho nó bất cứ cái gì hết ha. Nó còn nguyên thủy 100%. Gân zin là tất cả là zin, zin toàn bộ, zin on. Đây là tắt là zin on ha. Thì hôm nay em ghép tạm thời với con Sensui Alpha 67 Extra, công suất 250W này em ha. Và hôm nay em sẽ test một cái con lọc xì Victor SE60 cho một bác khách ở An Giang ha. Đây em đang chạy nó đây. Này em sẽ quay mặt mũi ha. Rồi mặt mũi đó thì còn sáng láng nha anh em, không có bị trầy xước ha. Em đã test các cần còn hoạt động đầy đủ ha, đèn nước còn đầy đủ nè. Đây là cái volume của đèn nè. Này em kéo xuống nó sẽ thấp xuống nè ha. Giờ em đẩy lên nó sẽ sáng hết luôn nè nó. Rồi mình thường mình kéo ở đây thôi. Đây nè. Nè em bỏ lọc nè. Giờ mình tăng lọc lên nè là nó trái đầy này nè. Rồi. Nắp lưng của nó thì cũng chưa có trầy gì cho máy. Đây là cái màu của thời gian, nó sẽ vàng vàng anh em để ý ha. Rồi. Nhờ tình trạng là riêng nguyên bản 100 năm ha. Thì bây giờ em sẽ đi vào test một bản nhạc mời anh em nghe. Và anh em có tai phone thì đeo vào để cảm nhận được cái tiếng bass quy lực và hay của nó. Bass thật là kinh khủng nè. Em phải hạ bớt. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng sáng in trên tường loan. Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ, gói trọn trong nỗi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư sâu kín trang thư còn. Rồi thì em mời anh em nghe một đoạn ha, cũng quá khuya, mong anh em thông cảm ha. Rồi bây giờ em xin giới thiệu với anh em, hôm nay em về một ít loa. Thì thứ nhất đó là loại loa Boss 901 series 6 ha, và cái control của nó ở trên luôn ha. Thì cái con này thì nó thiếu cái đôi chân, chân riêng nó không còn, nhưng mà loa thì còn đầy đủ nguyên zin ha. À, cái control nó cũng còn, nếu mà control nó mất thì cái loa này chả có giá trị ha. Dạ, nó một bộ của nó ha, 901 series 6. À, thì đôi này em chưa có xem được cái bảng giá của nó nữa. Thì anh em nào yêu thì hãy gọi cho em thì sẽ có giá cụ thể cho anh em ha. Rồi, tiếp đến đó là đôi Dayton 77HR trong tình trạng nguyên zin 100%. Cây căng cũng còn luôn anh em nha. Cây căng còn zin nữa ha. Thì gân nữa là gân zin đây. Thì đôi này gân zin nó đã cứng nè anh em. Đó. Thì anh em nào muốn để gân zin thì em sẽ để gân zin, còn không thì em bắt buộc em phải thay. À, em phải thay gân giống như đôi DS 2000 thì tiếng bass nó sẽ hay và mềm mại ha. Thì đôi này Dayton 77HR em về đôi này là đôi màu đen. À, sẽ cập bến tiếp là hai đôi màu vàng nữa, nhưng mà một đôi thì khách đã chốt em cho bay trước, còn một đôi màu vàng nữa sẽ trong cái đợt hàng kế tiếp sẽ có đôi màu vàng. Đó. Là trong tình trạng đẹp xuất sắc như thế này ha, và zin như thế này luôn. Về tình trạng của em, hàng này em về phải đi như này nè, rồi em mới báo cho anh em, xong em sẽ thay gân. Thì con này phải thay gân thì tiếng bass xuống sẽ mềm mại lại anh em ha. À,
Thì giá con này hôm nay nó đã màu đen này đã 11 triệu anh em. Dạ. Trong tình trạng đẹp nguyên zin xuất sắc ha. Rồi, đó là một đôi. Rồi một cái đôi hot nữa đây đây. Em muốn giới thiệu với anh em đó là đôi JBL S312 ha. Cấu hình thật là khủng, cao to và nặng ha. Bass 30. À. Mic và trap. Đôi này sản xuất tại Mexico. À. Cũ là của Pháp ha. À, nó giống như những dòng JBL khác là cũ của Pháp mà ráp tại Đan Mạch. Còn đôi này là cũ của Pháp nhưng mà ráp tại Mexico và xuất lại cho thị trường Mỹ để người ta dục. À. Đôi này còn ê căng luôn nha anh em. À, Bass 30 ha. Rất là khủng, rất là đẹp. À, lo nó em cũng tò mò, nó đẹp. Thì em cũng tò mò, em khui khui ra em coi thử cái cũ thì cái cũ nó rất là gấu. À. Cũ rất là khủng. Lôi cũng là khá là cao ha, nó cao hơn 1 mét nha anh em. Và cái bề ngang của nó khoảng 47 nha. À, sâu nó 35 lần, rất là khá là sâu. Con này đánh tiếng bass chơi nhạc mới là rất là hay. À, anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với em ha. Thì cái đôi lôi JBL này em đang bán với giá là 15 triệu đồng ha. À, anh em thông cảm. Những đôi này năm 2015 á, là có một số anh đã bán 15 triệu rồi. Thì em về trong lô hôm nay có đôi này thì vẫn bán giá cũ, không có bán lên giá ha. Này em chưa vệ sinh keo nè anh em thấy không đó, còn cái này nó hơi cái xước nhẹ xíu nè anh em đó, tình trạng là em báo hết ha. Rồi trong tình trạng đẹp nguyên zin nha anh em, lưới dây căng còn luôn ha. Rồi cuối cùng là cái đôi S77 Twin SD. À, luôn cả cái chân zin đó. À, thì giá của đôi này lo này là 13 triệu đồng nha anh em. À, 13 triệu đồng cho một chất âm rất là hay, em phải gọi là cực kỳ hay chứ không phải là hay nữa. Em ở nhỏ xíu như thế này mà tiếng bass nó vẫn ra được đó anh em. Đó, rất là hay. Cái này mà anh em đây có cái lọc xì ha, không có lọc xì anh em ghép với cái đầu 7 thì tiếng bass nó còn khủng khiếp nữa. Rồi, để mua hàng thì anh em hãy liên hệ về số điện thoại 0343612345 gặp em. Thì cái đầu số điện thoại của em đã được thay đổi, là thường ngày là 0164361245. Thì hôm nay nó đã đổi về đầu số là 0343612345. Thì anh em có thể liên hệ cho em hai số đó trong tới 15 tây ha. Sau 15 tây nó sẽ là 0343612345. Rồi em xin cảm ơn anh em rất nhiều. Và để theo dõi những clip tiếp theo của em thì anh em hãy click vào cái dấu đăng ký ha để cập nhật những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn anh em, em xin kết thúc.